2016-2021. Xin kính mời các bạn chị ạ. Vâng, xin kính mời các bạn chị. Vâng, để đảm bảo thời gian và hiệu quả, xin kính mời các bạn chị tham gia phát biểu. Vâng, trước khi phát biểu, tôi đề nghị là các bạn chị cho biết quý danh. Tôi là Đinh Hữu Trường, là một cử tri của tổ dân phố số 2. Thì tôi xin hỏi là phát biểu từ người một hay là cả hai người một lúc? Phát biểu báo cáo với ông bà là chúng ta để đảm bảo cùng phần. Tôi đề nghị là chúng ta sẽ phát biểu hết phần vấn, chúng ta sẽ đến phần của ông Nguyễn Bình An để chúng ta đảm bảo. Thì tôi xin có ý kiến anh về hội nghị này. Nhưng anh Tuấn thì sống ở đây tôi về địa bàn, tôi thấy anh Tuấn thì cũng là sống rất tốt với những cái xem qua đi lên để cái quá trình công tác ở mấy phường thì anh Tuấn tôi nói ngắn gọn là đủ phẩm chất đạo đức và năng lực để vào hội đồng nhân dân phường. Xin lên. Vâng, xin cảm ơn các trưởng. Xin ý kiến của ông bà chị khác ạ. Vâng, xin mời bác. Tôi có ý kiến là tôi lấy cái ngày tháng năm sinh của Tuấn thì là bị nhầm. Vâng, cháu sinh năm 77. Tôi vừa nghe là nhầm cả ngày tháng năm sinh, không phải sinh năm 82. Vâng, cái này các thư ký hội nghị sẽ thu, xin sẽ chỉnh sửa vào. Vâng, vâng bác. Xin mời ý kiến các bác khác ạ. Vâng, xin mời bạn. Tôi xin mời ý kiến, tôi làm ở tổ 2, ở chỗ các cụ gần nhà của anh Tuấn. Thì tôi thấy Tuấn là một người rất hiền lành, chịu khó và rất là tốt. Tôi thấy là rất là đủ để tiêu chuẩn để vào ứng cử hội đồng nhân dân. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bác. Vâng, xin mời bác. Ở gần nhà. Vâng, xin cảm ơn bác. Xin mời ý kiến các bác và các chị. Vâng, xin mời bác. Kính thưa hội nghị cử tri, tôi cũng có xin ý kiến. Tôi cũng là cư dân của tổ 2. Thì tôi nghĩ rằng là rồi có một số những ý kiến có nghĩa tôi cho là vì bản thân tôi không biết là anh Tuấn là như thế nào, cũng chưa gặp bao giờ. Nên là theo tôi thì một người mà để vào cái vị trí là hội đồng nhân dân thì tôi nghĩ là nó có hai cái yếu tố. Một là vừa theo bác Hồ nói là vừa hầu vừa chuyên, thế vừa rồi thì là hầu vì các bác ở đây cũng đã rất vừa rồi. Thế tôi nghĩ là chuyên nữa thì bây giờ tôi chỉ muốn là xem của anh Tuấn cũng là anh Nam thì khi mà vào hội đồng nhân dân được vừa ấy, thì chúng ta sẽ làm cái gì để cho phường chúng ta cũng như là để cho tổ dân phố chúng ta nó sẽ tốt hơn. Đấy, tôi nghĩ là cũng nên là để cho các anh phát biểu để cho nó rõ cái chủ ý của mình. Chứ còn nếu mình nhận xét mới như vậy là mới vậy gọi là anh ấy rất là tốt đối với đại thần kia là mới chỉ là đạo đức thôi. Nhưng còn cái gì cụ thể đã là cán bộ thì nó phải hơn người dân cái chỗ là chúng ta sẽ phải làm cái gì để cho phường, cho xã chúng ta sẽ tốt hơn. Báo cáo là xin hết. Vâng, cảm ơn bác. Vâng, báo cáo với các bà cử tri qua ý kiến phát biểu của bác vừa rồi, tôi cũng xin trao đổi là thực hiện theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng dân cũng như các văn bản hướng dẫn thì chúng ta hôm nay là tổ chức hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú
đối với người ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng dân các cấp thì theo quy định sau tuổi này và cái tước hiệu chương thứ ba xong rồi thì sẽ có những người được chốt danh sách để ứng cử đại biểu quốc hội hội đồng các cấp và giới thiệu các đơn vị người ta sẽ có các chương trình hành động và nào với không và chỉ là như vậy. Thế còn tại hội nghị hôm nay là chúng ta sẽ lấy ý kiến của cử tri nơi mà ứng cử viên đang sinh sống và các bạn như vậy thì theo cái chương trình sau khi mà cử tri với cái phát biểu nhận xét người thì chúng ta sẽ có phần phát biểu ứng cử viên để xin báo cáo các bạn vậy theo chương trình. Vâng, xin mời bạn. Kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, tôi thì ở ngay xa cách nhà cháu Tuấn, tôi biết cháu Tuấn từ bé, phải nói là cũng là hiểu cháu Tuấn là con người từ trước đến nay thì chúng là rất là chỉnh chu, đứng đắn và cũng là con người mà nói chung là công việc gì thì tôi thấy quan sát là các cháu cũng rất nhiệt tình, nhất là công việc hiện nay là cũng quan hệ với về tiếp xúc với rất nhiều cử tri về phát lương trả thưởng rồi là làm công tác xã hội thì thái độ rất là nhã nhặn, chung là mọi người mà có yêu cầu điều hòa gì hay là có gì ngoài giờ thì cháu cũng rất là nói chung là rất nhiệt tình giúp đỡ và trên cái tiêu chuẩn mà đồng chí chủ tịch phường đã nêu thì cháu đầy đủ điều kiện để thành những cử viên đại hội đồng nhân phường. Vâng, xin cảm ơn các quý ạ. Vâng, xin mời chỗ bắt đầu. Thưa toàn thể quý vị, tôi là Nguyễn Thị Cẩm. Tôi là một cử tri của tổ dân phố số 2. Tôi xin nhận xét về anh Bùi Thành Tuấn. Thì nói chung là anh Tuấn thì là người hiện nay đang công tác tại ủy ban nhân dân phường ở bộ phận thương binh xã hội của phường. Thế thì tôi có cái nhận xét là nói chung là mọi công việc của anh là tham gia ở phường thì qua cái thành tích mà báo cáo ở tiểu sử của anh thì tôi cũng là cảm thấy là anh đủ điều kiện. Còn nói về cái việc mà quan hệ hay là tiếp xúc với lại mọi người trong khu vực, nói chung là nhân dân ở khu vực trong tổ thì tất nhiên là cái tuổi trẻ thì bao giờ cũng lúc này bằng cái người mà nghỉ công tác rồi ở nhà thì có nhiều quan hệ rộng hơn, nhưng mà tuổi trẻ thì còn công tác, còn vợ con đi làm về, còn có vợ con phải chăm sóc quan tâm đến gia đình nữa, cho nên đã là tuổi trẻ thì không thể nói là quan tâm rộng rãi ở trong khu dân cư được bằng những người đã nghỉ hưu. Ví dụ như tôi mà còn đi làm thì tôi không có thời gian để quan hệ được, đấy là đương nhiên. Thế khi mà tôi bây giờ tôi không làm gì nữa thì chắc chắn là sẽ có những cái quan hệ tốt đấy trong khu dân cư, nhưng tốt hay xấu thì cái đấy là tôi nhận xét anh Tuấn là có quan hệ tốt đấy, thì tôi đồng ý. Xin là hết. Vâng, xin là cảm ơn bác. Vâng, xin mời bác. Tôi xin ý kiến này ạ. Chúng tôi đã cũng là va chạm với Ngọc Quấn rất nhiều. Tôi thấy là trong công tác từ trước nay, từ lúc mà còn trẻ cho đến bây giờ bắt đầu đi làm, tôi về đây là được là 17 năm thì tôi thấy rằng là Ngọc Quấn phải nói là rất nhiệt tình, việc gì cũng nhiệt tình mà giúp đỡ, nói chung là trong cái công tác mà sẵn sàng mọi việc là đều tốt. Bây giờ tôi thấy là cũng là xứng đáng để chúng ta yêu cầu đưa để vào đặt hội đồng nhân dân đặt ảnh ra. Cảm ơn bác ạ. Vâng, xin mời bác. Chúng tôi đã bật rồi nhưng là các quý vị. Thưa anh, tôi là Mai Thị Đợi, là cư dân tổ dân phố số 2 ạ. Trước hết là cử tri chúng tôi là rất là vui mừng được tiếp xúc với cử tri trước ngày bầu cử và được tự do dân chủ để phát biểu. Thì qua các ý kiến về đạo đức tư cách cá nhân của
của anh Bùi Thanh Tuấn thì tôi cũng nói thêm, tức là tôi đã tham gia tổ dân phố chục năm, cho nên là ngoài các công tác ở của cá nhân Thanh Tuấn, đạo đức của cá nhân Thanh Tuấn, thì tôi chỉ nói thêm một vấn đề là khi tôi công tác ở dân phố thì mọi chủ trương chính sách và mọi hướng dẫn của phường là anh Tuấn và gia đình là thực hiện rất là nhiệt tình và luôn đi đầu trong các cái phong trào mà chẳng hạn như là từ thiện hoặc là trong các vấn đề của công dân. Cho nên là xét về các tiêu chuẩn đạo đức thì tôi cũng từng tiếp xúc với anh Tuấn là cán bộ và là đảng viên trẻ hăng hái nhiệt tình và đạo đức tư cách rất tốt. Tôi cũng thấy là đủ tiêu chuẩn đứng trong một phòng chống dịch rồi. Vâng, cảm ơn bác ạ. Xin mời ý kiến các bác. Tôi xin phát biểu ý kiến, tôi là người đăng cường của tổ 2. Tôi xin phát biểu ý kiến rằng là chúng ta chọn là những người ứng cử viên vào hội đồng nhân dân thì có tài, có tâm. Thì tôi cũng trực tiếp làm việc với anh Tuấn ở ban thư ký số, vì tôi là phụ trách về quyết định chủ yếu. Thì tôi thấy rằng anh Tuấn về cái tài thì anh Tuấn là rất là tuyệt vời về cái tài, và cái tâm thì anh Tuấn lại càng tuyệt vời nữa. Viện Tuấn làm rất chú đáo, nhiệt tình, và nhất là người khuyết tật chúng tôi thì gần nhất người có tâm để đưa người khuyết tật ở phong trào đi lên, thì anh Tuấn rất tích cực. Thế nên là chúng tôi thay mặt cả người khuyết tật của Việt Nam luôn luôn mọi người nghe tin anh Tuấn vào hội đồng nhân dân là niềm rất ủng hộ đấy. Tôi cá nhân cũng như vậy ạ. Vâng, xin cảm ơn bác. Xin mời các bạn. Vâng, xin mời. Kính thưa hội nghị, tôi tên là Dương Thị Nhị, tổ 2. Công dân tổ 2, tôi thấy nhận xét anh Tuấn là một thanh niên, nhưng mà anh ấy cũng có nhiều cái tích cực trong cái công việc. Ví dụ lên phường tôi có va chạm nhưng không biết là anh ấy hướng dẫn đến nơi đến chỗ là rất là nhiệt tình. Đấy là về vấn đề công tác. Còn thứ hai nữa là tôi cũng làm tổ trưởng qua thời gian mới để anh Toàn. Thì nói chung là đến gia đình thì anh Tuấn là người thanh niên rất là ngoan ngoãn. Nhưng mà còn có cái mà tiếp xúc với dân, với xóm thì anh Tuấn là cũng bật đi làm thì cũng chưa có thời gian tham gia, cũng như các chí vừa phát biểu ấy. Là còn ví dụ như về hưu như chúng tôi thì có thể lúc nào có mặt được, nhưng mà anh còn phải bật công tác cũng như các đồng chí khác. Nhưng mà so với cái tiêu chuẩn thì tôi thấy đủ tiêu chuẩn để vào cái ứng cử hội đồng nhân dân kỳ này. Vâng, xin cảm ơn bác. Xin mời các bác khác ạ. Bác vào đây đâu. Vâng, xin mời các bác. Tôi xin ý kiến, tôi là một công dân của tổ 2. Thì tôi nhận xét là anh Tuấn là trong cái phạm vi công tác của tuổi trẻ và phạm vi công tác của phường đã nhiều năm rồi. Thì nói chung là về cái đức thì nói chung là rất là tốt, không có xảy ra những chuyện gì trong địa phương, cũng như là các đại biểu trước phát biểu. Thế còn tôi thấy là cái công tác thì rất nhiệt tình. Thế bây giờ mà nếu mà so với những người lớn và tiếp xúc với những các công dân thì không được tốt thì cái đó là không thể chê trách được. Vì là trong một tuần để đi công tác hết cả một tuần lên phường thì bây giờ là tối về thì lại còn gia đình, cho nên là tôi thấy là anh Tuấn có đủ tiêu chuẩn để vào đồng nhân dân phường này. Vâng, xin cảm ơn bác ạ. Xin mời ý kiến các bác ạ. Như vậy thì báo cáo đây ạ. Vậy báo cáo đây các bạn cử tri. Ở hội nghị chúng ta có 12 ý kiến nhận xét đối với ông Bùi Thanh Tuấn. Xin cảm ơn người. Tiếp theo chương trình, xin mời các bạn cử tri sẽ tham gia ý kiến phát biểu nhận xét đối với cử viên Nguyễn Đình Nga. Xin mời các bạn. Vâng, xin mời ông Nguyễn Đình Cộng. Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Đình Cộng, cử tri tổ dân phố số 2, đồng thời là tổ trưởng tổ dân phố số 2. Tôi xin nhận xét về anh Nguyễn Đình Nam. Anh Nguyễn Đình Nam là con của gia đình ông Việt, thì từ tôi thì cũng là người sinh ra và lớn lên ở cái làng Bái Ân này, thì những gì tôi hiểu biết thì tôi sẽ nói ra, những cái gì mà hiểu biết tôi sẽ nói ra một cách chân thành,
dân trung thực. Thì nhận xét về Nam ấy, thì anh là con được sinh ra và lớn lên ở trong một cái gia đình là về truyền thống gia đình là rất là cơ bản. Về trình độ học vấn của anh là có, trình độ chuyên môn có. Về xét về tư cách đạo đức của anh thì là tốt, chưa từng để xảy ra một điều tiếng gì ở trong khu dân cư. Đấy. Thế xét về cái tiêu chuẩn mà lúc nãy đồng chí chủ tịch phường có đọc ra về cái tiêu chuẩn của đại biểu quốc hội, tôi thấy hoàn toàn xứng đáng. Thế còn một cái cuối cùng nhận xét của tôi nữa là anh cũng như là lúc nãy tôi nhận xét anh Tuấn, thì anh Nam thì tất nhiên là cũng không thể có điều kiện để đi quan hệ, gọi là để giao lưu với lại trong khu dân cư. Thì tất nhiên là như lúc nãy tôi nhận xét anh Tuấn là tuổi trẻ và đang phấn đấu về công việc sự nghiệp của mình. Đấy. Thế cho nên là không có thời gian để mà đi quan hệ. Nhưng tất nhiên là trong làng xóm này, những người ở xung quanh đấy là đều biết về anh. Tôi có nhận xét đấy. Thì qua cái tiêu chuẩn đấy, anh chí chủ tịch phường có đọc thì tôi chấp nhận, đồng ý anh Nam là ứng cử đại biểu quốc hội. Thế hết. Vâng, xin cảm ơn. Xin mời các bác ạ. Vâng, xin mời bác. Tôi xin có ý kiến thế này ạ. Anh Nam này thì là con của ông Việt. Nhưng mà chúng tôi thì công tác ở tổ dân phố. Đến chúng tôi đến, nói chung là chúng tôi đa số là tiếp xúc với anh Việt, tức là bố của anh Nam. Nhưng mà phải nói là gia đình nhà anh Việt phải nói là rất là tốt, rất là cực kỳ luôn ý. Tại vì tất cả chúng tôi đến đều là rất niềm nở, nhiệt tình. Và về cái cách thức mà đối với dân tình làng xóm thì phải nói là tôi rất thật là không thể chê được. Đấy, cái thứ hai đó là mọi cái chế độ chính sách hoặc là ủng hộ các cái gì đấy thì lúc nào cũng đi đầu của phong trào và rất là nhiệt tình. Đấy, cái thứ hai đó là phải nói là cũng tự hào trong cái tổ hai của chúng ta lại có một người mà lại học cao học giỏi như thế. Nếu như mà đợt này mà có được vào ứng cử đại biểu quốc hội thì tôi cũng thấy là rất là phấn khởi vì tổ ta, tổ hai của chúng ta mà được một người vào ứng cử đại biểu quốc hội, thế thì tôi cảm thấy cũng vinh dự cho tổ chúng tôi cũng rất là nhiệt tình đấy ạ. Vâng, xin cảm ơn các bác. Vâng, xin mời bác. Tôi là một công dân của anh và nhà tôi thì ở giữa, tức là cũng chẳng gần nhà anh Nam, gần nhà anh Tuấn, nhưng mà vì là công dân đơn giản xứ cho nên là tôi biết rất rõ hai gia đình. Và tôi thấy là anh về phía anh Nam thì sinh ra trong một gia đình rất là công bằng và gia đình thì thực hiện rất là tốt chính sách của đảng và nhà nước và địa phương cũng hoàn thành rất là tốt. Và riêng về anh Nam thì không biết là mình nói được giáo dục và học tập và hiện giờ là bác sĩ yếu lý tôi đã biết rõ hơn là thuộc ngành khoa học thì không nhận thông tin. Tôi thấy đó là một người mà có học thức, tri thức và khi mà người ta đã ứng cử cả hai Tuấn và anh Nam và tự ứng cử hội đồng nhân dân hoặc là quốc hội thì tôi nghĩ là cái thể chức ứng cử của người ta đã xác định rõ trách nhiệm và cái nghĩa vụ của mình đối với dân, đối với đất nước và đối với làng xóm quê hương mình. Vì vậy là tôi thấy là tất cả mọi người, những tại nhà đồng chí rất là phấn khởi vì là trong tổ hai của chúng tôi đã có hai anh và đến từ hai cái nước khác nhau và như thế là mang được tiếng nói của dân, của những người thôn xóm ở tổ mình rất nhiều hoặc là sẽ chú ý đến những nguyện vọng của dân để mà sau này giúp cho dân giải quyết được những khúc mắc mà tin tưởng hơn vào đảng và nhà nước. Cho nên tôi thấy là riêng bản thân tôi thì tôi rất là nhất trí và tôi cũng tiếp tục hai điều gì. Vâng, cảm ơn bác. Xin mời bác ạ. Vâng, xin mời bác.
Bình thường thì tôi đi nhiều trường ở tổ 2. Về trường hợp của anh Nguyễn Đình Nam ứng cử đại biểu Quốc hội, tôi nghĩ thế này, ứng cử đại biểu Quốc hội khác với hội đồng nhân phường hay là nhân quận, nhân phố. Vì những người đến họp tôi đến Quốc hội thì ta như thế, còn những người cả nhiều khi những cái chắc là phát biểu ý kiến nào nhưng có chắc chắn là góp tổ hoặc là đóng góp cho Quốc hội những cái thông tin quý báu của thứ hai có giá trị, thì tôi nghĩ rằng là đại biểu Quốc hội sáng như lý lịch tôi thì tôi thấy như nào cũng tốt thôi, nhưng mà như lý lịch của những cái học vấn và học về nhận thức chính trị thì tôi khuyên, tôi chỉ đồng ý đến Nam ở ứng cử ở cái cấp quận rồi xuống cho lên thành phố chứ được. Đấy là tôi thấy cái đó cũng phải cái dân chủ thế này, nhưng ta phải ở cái tâm và cái tâm có đôi cái tâm ở mức độ nào để mà hoàn thành nhiệm vụ của một đại biểu. Đấy. Chứ cũng phải là chúng ta thấy đấy, năm ngoái kết quả trước đấy, có một đại biểu Văn Nga ở quận Cầu Giấy đấy, cùng từ ứng cử đi vào rồi xong rồi thì thầy quý tổ đấy, cũng phải là tôi lấy ví dụ để ghé tay nắm thôi. Cho nên ở cái tâm đại biểu Quốc hội cao yêu cầu phải có tâm, nhất là tâm, cái tâm đấy là cả về nhận thức về chính trị, thứ hai là về xây dựng đất nước, có trách nhiệm với cả nước, chính là một người dân, như hội nhân dân. Đấy, cho nên là tôi là một cử tri, và cũng là được quân đội đào tạo, và thứ hai là cùng tiếp xúc với nhiều cán bộ trong quân đội cũng như nước ngoài, thì tôi từ bản thân tôi thấy nếu anh Quỳnh Đình Nam hay Nguyễn Đình Nam mà ứng cử hội đồng nhân phường thì tốt. Đấy, thì về sau một khóa hay là hai khóa thì anh ứng cử lên thành phố và lên vào Quốc hội cái nắng trẻ. Cho nên tôi thấy là anh Nam ứng cử ngay vào Quốc hội và qua cái lịch của bản thân thì tôi thấy là cùng với chúng tôi là cử tri cũng thấy là cái đồ tin cậy, vì nó là gửi niềm tin, gửi cái hy vọng, có đấy là cùng một ít đấy. Với một người là cử tri là cán bộ về hưu thì tôi xin chân thật và cũng là thẳng thắn đấy, vì là anh Nam tuổi nó có cơ hội lên cao, cho nên là theo như tôi nếu có vị trí anh Nam thì tôi ứng cử hội đồng nhân quận đầu tiên đấy. Chứ còn một cái điểm số đó thì tất nhiên là bây giờ trưởng tư trưởng giờ anh Nam không tiếp xúc tôi, cho nên đến 13 năm tôi biết tôi anh Nam đi Việt, anh Việt thì đảng như hai chiều luôn luôn gặp rồi Nam nhận xét, nhưng mà anh Nam thì là không bao giờ gặp, thì tất nhiên là không phải phải không gặp cũng không để, nhưng mà cái quan hệ thế này ở đây có cái đình lễ đình chưa thấy anh Nam ra, tôi hôm nay mình gặp đầu tiên gửi về thôi, như thế là cái không phải là tái được đâu, cơ hàng ngày mình đi gặp mình phải chào hỏi nhau thì cứ là cái có mặt đầu tiên để tiếp xúc, nhưng mà phải cái quan tâm tình làng nghĩa xóm, quan tâm về công việc của ở xóm làng là cũng phải có tham gia. Vì đây tôi thấy rất buồn là về cái phong trào thanh niên là không có, thì những người trẻ tuổi cũng tham gia vào và cái sinh hoạt hè của các cháu rồi trung thu rồi lễ tết các thứ gì, thì tôi thấy là những cái cần phải phấn đấu tiếp, vì một con người không phải tự nhiên nhảy tóc lên cao, tôi nghĩ là phải đi từng bước thì nó chắc chắn và có kinh nghiệm, và khi mà đảm đương trách nhiệm cảnh vạt trên vai thì chắc chắn. Tôi nghĩ là không lên không ngồi đấy mà không làm được gì, nói không ai nghe, bác cái tâm chưa đủ thì không nên làm gì. Đấy thì tôi có ý kiến thế đấy. Và xin cảm ơn bác. Và xin mời bác. Kính thưa hội nghị, tôi biết rằng là quy trình mà ứng cử đại biểu Quốc hội nó có 5 quy trình, và đến bước đến thứ tư, bước 1 là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xác định cơ cấu, bước 2 là những người ứng cử và tự ứng cử phải nhận xét ở cơ quan, cái bước 3 là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chốt danh sách những người ứng cử và tự ứng cử, và mặt trận đến bước 4 anh Nam đến đây là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tính đến cơ cấu do những người trẻ tuổi và những người tự ứng cử vào thành phần này rồi, bước thứ tư. Và bước thứ năm là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ hiệp thương lần thứ ba, chốt cái sách cuối cùng đưa xuống gia đình bầu cử. Như vậy ta đã làm bước thứ tư trong quy trình này,
và quy trình này không phải là cái cấp quận, cấp phường ta làm được đấy, không bằng cấp trung ương đáng chốt danh sách. Tôi nghĩ là thế này, tôi thì quan điểm khai trường thì tôi biết rằng là hiện nay mà nói thì khóa 12 vừa rồi thì cũng có, và tôi biết là có ba đại biểu nữ rất trẻ, sinh năm 81, 83 và 86, rất trẻ tuổi và ứng cử được hai mấy tuổi ứng cử đại biểu hội, mà ngay khóa đầu tiên mà của khóa một đầu tiên thì ông cũng định thi năm nay cũng 22 tuổi, bác Hồ vừa đồng ý ra dân đã bầu vào đại biểu quốc hội. Trên tôi nghĩ là trẻ không trẻ nghĩa là làm được việc, mà hiện nay mà nói tôi biết là doanh nghiệp startup của anh Nam hiện nay là xu hướng của thế giới, hiện nay tăng trưởng doanh nghiệp GDP và phát triển thế giới là đang khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp của anh Nam. Mà tôi biết vừa rồi thì anh từ bé anh Nam đã được giải nhất cuộc thi tin học ở năm cấp 3, rồi giải thi trí tuệ Việt có báo bạn tổ chức, rồi giải vừa rồi anh Nam giải nhất khởi nghiệp trong bộ khoa học công nghệ đầu tiên, và là một trong 70 cái doanh nghiệp mà được doanh nghiệp trẻ của khoa học. Và ngày 3 tháng 2 vừa rồi anh được tổng bí thư tiếp, tổng bí thư cũng trọng tiếp cũng kia chứng tỏ rằng là đảng nhà nước ta hiện nay là cũng rất khuyến khích rất nhiều những nhân tố mới, những đổi mới để làm sao cho đất nước ta ngày một phát triển lên. Mà những doanh nghiệp như anh Nam biết là doanh nghiệp phần cứng khởi nghiệp đầu tiên của Việt Nam, doanh nghiệp phần cứng mà doanh nghiệp đó vừa rồi đã sang chào hàng bán ở Hàn Quốc cũng sản phẩm, và một loạt những cái sản phẩm phần mềm, phần mềm mới, phần cứng mới của doanh nghiệp Việt Nam là cũng rất là đấy. Bản thân mà chúng ta hiện nay là giống như đồng chí Đinh Văn Thăng cũng hay nói là chúng ta phải tạo điều kiện thanh niên phát triển, đảng yêu cầu như vậy. Thanh niên thì nó có cái hơn kém ta là thanh niên nó không kinh nghiệm ở chúng ta, thế nhưng mà nó có cái đổi mới, và nó và đất nước ta hiện nay là có cần những yếu tố mới để đất nước này phát triển lên, mà cần có những gia nhập đấy thì cần doanh nghiệp trí tuệ, doanh nghiệp Việt Nam hiện nay cũng biết là một trong doanh nghiệp phần cứng đầu tiên của Việt Nam mà ra thương trường quốc tế, đó là cái quý nhất. Mà hiện nay mà chúng ta bản thân của tôi cũng vậy thôi, ở tuổi trẻ đã qua cũng làm rất nhiều việc, nhưng mà có những cái tất tạo nhiều không thành công. Mà những doanh nghiệp xóa đất của Việt Nam là hiện nay là toàn bộ hiện nay đất nước ta, đảng ta, chính phủ ta hiện nay đang hỗ trợ doanh nghiệp này để là phát triển lên. Mà tương lai tiền đồ ở đất nước ta là ở những doanh nghiệp này, nó mới sánh vai với các cái nước ASEAN hay không là ở doanh nghiệp này, chứ không có doanh nghiệp cổ phần, những doanh nghiệp mà chỉ lợi thế là đất đai thôi không. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên ủng hộ cái mới. Và riêng cá nhân tôi rất ủng hộ ông Nam, anh Nam vào ứng cử đại biểu này, muốn mong muốn rằng là tiến mới mới để cho quốc hội có sự đổi mới. Và tôi tin rằng là với cái trình độ công nghệ thông tin như anh Nam thì cái diện tiếp xúc của anh Nam với cử tri nó rộng rãi hơn chúng ta. Bản thân chúng tôi có tuổi và phần mềm rất là khó, nhưng mà với cái khả năng của anh Nam như thế, anh Nam có sự tiếp xúc cử tri nhiều hơn và tiên đại diện cho một thế hệ mới mà có tiếng nói mới trong quốc hội ta để mà làm tỉnh mạnh nhanh lên những cái phần khởi sản đất nước ta. Riêng cá nhân tôi mong của ông Nam ứng cử. Tôi là Trần Thảo, là cử tri của tổ dân phố số 2. Tôi có một số nhận xét về đồng chí Nam như sau. Tức là tôi cũng chỉ tìm hiểu qua một như là thông báo, và tôi đã biết việc học hành và ít để anh Nam dám đứng ra nhận ứng cử đại biểu quốc hội. Thì với tôi thì tôi nghĩ thế này, thanh niên với thế hệ mà đất nước là cần người thanh niên mà dám nghĩ dám theo tôi nghĩ là như anh Nam ấy, thì thứ nhất là anh ấy có trong tay khoa học về công nghệ. Cái thứ hai nữa là anh ấy dám, tức là tôi phải nói cô dám bởi vì anh ấy còn rất trẻ, anh chưa đứng trong hàng ngũ của đảng đấy. Thế nhưng một cái việc anh ấy dám ứng cử, tức là anh ấy dám có trách nhiệm với quê hương đất nước, có trách nhiệm với bản thân anh ấy để anh ấy làm được cái việc như thế. Thế chính vì thế mà theo ý kiến tôi ấy, thì trong cuộc xây dựng và đổi mới của đất nước ấy, thì rất cần thế hệ trẻ
mà thế hệ trẻ họ có mang rất nhiều cái thông tin, những kiến thức từ của thế giới để hội nhập về với đất nước. Chính vì vậy mà với anh Nam thì dù là trẻ nhưng mà về công nghệ thông tin thì tất nhiên người già không thể ai sánh được với lớp trẻ bây giờ. Đấy, chính vì thế mà với cái thời buổi công nghệ này thì tôi nghĩ là về Nam thì anh ứng cử đại biểu Quốc hội là rất xứng đáng. Và cái thứ hai nữa là nhân dân của phường Nghĩa Đô nói chung và nhân dân tổ dân phố xưa hai chúng tôi cũng rất phấn khởi khi mà có một người trẻ dám đứng ra và ứng cử đại biểu Quốc hội. Vì thế mà tôi rất tán thành với việc ứng cử này của anh Nam. Tôi xin hết. Vâng, cảm ơn bác. Xin mời bác. Xin mời bác. Tôi là cử tri của tổ hai, tôi xin có ý kiến về anh Nam. Thứ nhất là tôi nói về gia đình nhà anh Nam thì rất nền nếp và phải dùng danh từ là gia đình tử tế. Thì dân phố chúng tôi rất là quý. Thế cho nên là nhân cách của gia đình đã hình thành một con người và chúng tôi rất là hôm nay được ứng cử như này chúng tôi rất tự hào. Hai nữa là rất dũng cảm, tuổi trẻ dũng cảm. Và tôi đọc qua cái lý lịch thấy phấn đấu không ngừng. Cho nên là chúng tôi cử tri rất tin tưởng và rất tự hào, tổ hai chúng tôi rất tự hào. Và mong rằng anh Nam sẽ ứng cử đợt này và rất đủ tiêu chuẩn để vào Quốc hội đợt này. Cho nên chúng tôi rất cảm ơn tất cả mọi người ủng hộ cho anh và sẽ cố gắng, mong anh Nam sẽ cố gắng để không phụ tất cả lòng tin của chúng tôi. Vâng, xin mời chị. Tôi là Đỗ Thị Thu, là cử tri của tổ 2. Tôi có một số ý kiến, tôi thấy nhất trí với các ý kiến vừa rồi. Và tôi thấy nếu mà xét với các cái tiêu chuẩn mà đồng chí chủ tịch phường đã đọc thì tôi thấy là anh Nam đủ tiêu chuẩn. Thế còn đương nhiên là tôi cũng nói một chút là vì Nam chưa phải là không phải là đảng viên cho nên có lẽ là cái sự tiếp xúc với bí thư hơi ít. Thế cho nên là có lẽ thế bí thư chúng tôi, nhưng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng phải mạnh ra, chúng ta phải mạnh ra để làm sao mà thúc đẩy được cho cái lớp trẻ dám làm kinh tế đã giỏi rồi còn tham gia để góp phần vào cho các vâng để góp vào xây dựng đất nước. Vâng, xin mời bác Thanh ạ. Vâng, xin mời chị. Bạn xin kính thưa hội nghị, tôi là Nguyễn Thị Hà, cũng là một công dân của tổ 2 và tôi rất là vui mừng đồng chí Nam là một công dân cũng của tổ 2 và một gia đình cơ bản. Và phường ta thì đã có danh nhân Nguyễn Đình Hoàn và danh nhân Nguyễn Đình Hoàn này cũng là một cái niềm tự hào của phường Nghĩa Đô của chúng ta, đúng không ạ? Và tôi rất mong và anh Nguyễn Đình Nam là hậu duệ của danh nhân Nguyễn Đình Hoàn. Và cũng làm anh Nam là một danh nhân làm cho phường Nghĩa Đô của ta lại trở nên rạng rỡ như thời của Nguyễn Đình Hoàn. Và tôi nghĩ rằng là tài không đợi tuổi, đúng không ạ? Chứ không thể là bảo anh Nam mà chưa đủ tuổi rồi để chín muồi, chín cái đấy chín quá rồi nụn. Vâng, đúng không ạ? Dân là rất mong tất cả nhân dân không cứ ở tổ 2 của chúng tôi mà ở cả phường và cả quận Cầu Giấy này bầu cho anh Nam là đại biểu Quốc hội và cũng là cái tiếng nói của nhân dân phường Nghĩa Đô và nhân dân quận Cầu Giấy. Tôi xin hết ạ. Vâng. Tôi xin phát biểu với anh Nam. Tôi cũng xin tiết lộ chỉ có sau. Vì chúng ta là một truyền thống dân tộc, thế nên là ngày xưa tôi cũng là người của làng Bế Ân này, ngày xưa cụ Nguyễn Đình Hoàn là quan
quãng thế nên là quãng thời xưa và mong rằng bây giờ là thời mới bây giờ, nhất là các cháu thanh niên, các em thanh niên nối tiếp kế nghiệp ngày xưa của dân tộc ta, của truyền thống cha ông ta, thì cầu mong, tôi nghĩ rằng là gia đình của tôi, lời nói của tôi cũng như của mọi người là mong cho anh Nguyễn Đình Đạo cũng được hậu thuê của cụ Nguyễn Đình Hoàng, một người làm quan cả họ và cả tộc đã được nhờ. Và tôi xin bao biểu cho các anh em chúng ta, anh em tôi cũng xét về vị trí này, tôi cũng gặp nhiều vì ai kẻ có ít tuổi, thế các anh cũng chấp được, thanh niên là dám nghĩ dám làm, chúng ta phải hoan nghênh vị trí của thanh niên đó, tự dám làm và tự dám quyết lên một cái tinh thần ý chí của anh vươn lên và anh dám tự ứng cử. Tôi thấy là cương vị là một tấm gương cho thanh niên của chúng ta. Thế thứ hai là tấm gương của anh làm thế này. Tôi là người khuyết tật của phường Cái Đô và tôi cũng trách về khuyết tật phường Cái Đô cũng như ở quận Cầu Giấy tôi trong ban chấp hành. Thì tôi nói rằng anh ông Nguyễn Đình Thiện là cha của anh Nam thì là một người khuyết tật mà anh ông đã có ý chí vươn lên và trở thành nhà khoa học. Thì rằng con sống cha thì là có đất. Thế cho nên là anh Nam sẽ có ý chí giống của cụ tổ cũng như là của anh của ông Việt, thì tôi tin rằng là ý chí của anh Nam sẽ làm sáng rỡ cho dân tộc ta như là cho làng xóm chúng ta. Thế nên tôi cũng là cá nhân của tôi không muốn là vì lợi ích riêng gì cả, nhưng mà tôi tin rằng là vì tập thể cũng như vì mọi người thì mọi người chúng ta nên ủng hộ để anh Nam làm cho chúng ta được sáng rỡ. Xin hết ạ. Xin mời Kiến Lan. Vậy là cho nên là con cái nó tiến theo gia đình, tiến theo bố là có những cái học vấn rất là giỏi. Mà tôi thấy anh Nam là một thanh niên trẻ hiện nay trong đất nước đang cần phải có cái sự phát huy được cái khoa học kỹ thuật để vào đất nước đổi mới hiện nay, mà anh Nam dám tham gia để mà ứng cử. Tất nhiên là anh Nam tham gia ứng cử thì anh Nam phải có một cái chương trình và hành động để mà anh Nam khi vào đại biểu hội đồng quốc hội rồi thì anh Nam sẽ làm việc. Mà tôi thấy như này, trong cái thế hệ trẻ này thì tôi thấy là anh Nam là rất là xứng đáng, bởi vì mà dám coi như là dám xung phong, dám ứng cử, thế tôi thấy cho là một thanh niên tốt. Tôi xin nhất trí ạ. Vâng, xin mời bác tiền đâu. Vâng, xin mời bác. Kính thưa hội nghị, tôi là Tổ Văn Mỹ, tôi xin phát biểu này. Trong kỳ bầu cử đại hội, bầu cử quốc hội ở kỳ này, trong cả nước ta có rất là nhiều các ứng cử viên tự cử. Nhưng mà riêng về anh Nam này thì tôi nhận xét là anh Nam là cũng cả dám tự ứng cử, vì trong số những người ứng cử trên cả nước này tôi được biết là có bà báo nói là không hiểu họ muốn vào quốc hội để làm gì, thì có những người lao động bình thường hoặc tiểu thương hoặc kể cả bán vé số xin tự ứng cử vào quốc hội. Nhưng mà riêng anh Nam thì đấy là một cái nhân vật khác, tức là nhà khoa học trẻ mà dám tự xác định cái vai trò trách nhiệm của mình để tham gia là đại biểu quốc hội. Vì trong cái đại biểu quốc hội đã là đại biểu đại diện cho nhân dân cả nước, là vừa là có tâm vừa là có tầm, thì anh Nam này là về tâm đức thì là của trẻ mà nguyên mạnh cho đến thành một nhà khoa học trẻ, và bây giờ là định được chỉ thủ một công ty điện tử là để mà cạnh tranh với trên thị quốc tế. Còn cái thứ hai là trong số những đại biểu quốc hội thì có những đại biểu quốc hội được các đoàn thể giới thiệu, và những đại biểu ấy là có tầm và có cái ảnh hưởng lớn. Còn những người tự ứng cử
tôi thấy là anh Nam là người có tài, dám dũng cảm, tự ứng cử. Và gia đình của anh Nam cũng như mọi người đã nói rồi thì không cần phải nói lại nữa. Tôi thấy anh Nam tự ứng cử và dũng cảm, tự xác định được cái vai trò trách nhiệm của mình thì để mà làm cái công tác khoa học công nghệ điện tử cạnh tranh với quốc tế, tôi thấy chúng ta nên ủng hộ để anh Nam được vào ứng cử và đại biểu quốc hội. Mà nếu mới được thì đấy là một niềm vinh dự cho kỹ thuật của chúng ta. Vâng, xin chào các bạn. Đã có 12 ý kiến phát biểu rồi. Xin chào các bạn, còn chưa đâu ạ? Vâng, xin mời bạn. Nghe tôi được biết thì các đại biểu quốc hội hiện nay của cái khóa trước nhiệm thì không phải ai cũng là đảm nhiệm. Tôi lấy ví dụ như giáo sư Nguyễn Lân Dũng cũng rất nhiều năm là đại biểu quốc hội nhưng mà không phải đảm nhiệm. Vì vậy thì tôi nhận là chúng ta cũng không thể cứng nhắc căn cứ hành tiêu chuẩn để mà có thể mà thiếu một cái gì đó. Thứ hai là thực tế là từ đại của chúng ta ngày nay thì bây giờ là sống lâu lên đã làm hoặc là tham nhiều con mối có lẽ nên thay thế bằng một cái không còn tồn tại nữa và nó cũng dần dần được thay thế bằng một cái mới. Việc chúng ta nên ủng hộ cái mới khi mà thấy thì cái mới đó nó làm cho đất nước ta ngày càng đổi mới và nó có thể biến lên được. Vâng, xin cảm ơn bác. Tôi có thêm một tí ý kiến về anh Bùi Thị Vấn và anh Nguyễn Nam. Đây là cái yêu cầu của tôi. Tôi là một cử tri thì chắc là có lẽ là cũng như nhiều cử tri khác thôi. Là cái nguyện vọng của chúng tôi là muốn được biết. Tí nữa nếu có thể đi nữa đề nghị đồng chí chủ tọa cho phép hai đồng chí này là tự nhận xét vào mình và nói lên cái phương hướng hành động của mình để cho toàn bộ cử tri biết. Đấy là tình trạng như này. Thế còn xét về anh Nam thì tôi đồng ý rồi, anh Tuấn rất đồng ý. Vâng, xin hỏi ý kiến của ông bà chị là hôm nay chúng phát biểu đúng không ạ? Vâng, xin mời bác. Chính tôi là chủ trì ở nhà tôi ngay cạnh nhà anh Nam. Trong điều kiện ngày nay thì tôi thấy là anh Nam là một người trong gia đình có cuộc sống ngày xưa và từ bé là rất là chăm học tập. Khi đã giới thiệu bản thân như thế thì với cái tài năng thì chúng ta đã biết rồi. Thứ nhất bây giờ tuổi trẻ thế và điều kiện bây giờ là chủ tịch hội đồng quản trị, tôi nghĩ là xét về điều kiện như thế thì chúng ta hoàn toàn phải nhất trí cho là được giới thiệu vào trong cái đợt bầu cử quốc hội này thì tôi hoàn toàn nhất trí và tôi hy vọng là mọi người. Vâng, cảm ơn bác. Xin và cảm ơn bác. Xin mời các bác. Còn ý kiến không ạ? Vâng, thì như vậy là chúng ta cũng đang có 15 người ý kiến đúng không ạ? Có bác thì phát biểu là 2 lần. Và có được vậy. Đấy, thì 13 người phát biểu, một người 2 bác thì phát biểu 2 lần. Bây giờ chúng tôi là chủ tọa hội nghị đã ý kiến. Mục đích và yêu cầu của hội nghị hôm nay là lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Thế còn khi mà chúng ta được giới thiệu đã được cái chương trình 3 đúng không ạ, và về những nơi mà mình sẽ được biểu quyết thì sẽ có chương trình động. Còn ta hôm nay thì không có chương trình động. Lúc đầu tôi nói ngay hồi nãy rồi, có lẽ thì đúng không ạ, đúng luật đấy, chúng ta phải thực hiện đúng luật. Và tập qua kia đã phát biểu của các bạn chi tiếp theo chương trình, tôi xin ra giới thiệu kính mời Bùi Thị Vấn lên phát biểu ý kiến với xin mời ông. Kính thưa chủ tọa hội nghị, kính thưa các cụ ông bà đại biểu cử tri tổ dân phố số 2, tôi rất là vinh dự được ủy ban dân phường Yên Đô giới thiệu tôi ra ứng cử hội đồng nhân dân phường nhiệm kỳ 2016-2021. Và tại hội nghị lấy ý kiến nhận xét của đại biểu cử tri nơi cư trú, tôi được lắng nghe 12 ý kiến nhận xét
ý kiến đóng góp của các cụ ông bà cho tôi. Qua ý kiến đóng góp, tôi nhận thấy những ý kiến đóng góp của các cụ ông bà là rất thẳng thắn, giúp tôi phải cố gắng, phải học tập, trau dồi kinh nghiệm. Những mặt mạnh thì tôi sẽ cố gắng phát huy, những mặt hạn chế tôi sẽ tìm biện pháp để khắc phục, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp trên giao và khu dân cư phân công. Bản thân tôi nếu trúng cử hay không trúng cử thì tôi vẫn không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gần gũi với nhân dân hơn. Những chính sách của nhà nước với nhiệm vụ công tác của tôi thì tôi sẽ kịp thời đưa tới nhân dân đầy đủ, nhanh nhất. Cuối cùng xin kính chúc chủ tọa hội nghị chúc sức khỏe cụ công bà mạnh khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ông Vũ Thanh Tuấn. Tiếp theo chương trình xin kính mời và giới thiệu ông Nguyễn Đình Nam phát biểu ý kiến. Kính thưa các vị đại biểu, các cử tri ở trong tổ 2 Nguyễn Độ, thì tôi là Nguyễn Đình Nam, 35 tuổi. Những một số ý kiến này cũng có một số thông tin về cá nhân tôi rồi thì tôi.
Việt Nam. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang phần biểu quyết tín nhiệm. Theo quy định có hai hình thức biểu quyết, một là biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín, hai là biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Xin ý kiến hội nghị về hình thức biểu quyết. Ai đồng ý bày tỏ sự tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín? Xin giơ tay ạ. Ai không đồng ý bằng hình thức bỏ kín thì xin đưa tay ạ. Xin cảm ơn ạ. Như vậy đại đa số cử tri chúng ta là nhất trí bằng hình thức giơ tay. Xin ý kiến hội nghị về số lượng tổ kiểm phiếu là 5 người. Ai đồng ý số lượng tổ kiểm phiếu là 5 người? Cho giơ tay ạ. Xin cảm ơn ạ. Ai không đồng ý tổ kiểm phiếu số lượng là 5 người ạ? Không có. Như vậy 100% cử tri chi chúng ta là tổ kiểm phiếu là 5 người. Đề nghị hội nghị cử 5 người tham gia tổ kiểm phiếu ạ. Xin ý kiến đồng ý ạ. Tôi mời bà Nhi ạ. Tôi có ý kiến giới thiệu. Một là ông Nguyễn Đình Trọng ạ. Hai là ông Hoa Văn Thi ạ. Ba là bà Nguyễn Thị Tiệp. Bốn là bà Trương Thị Dung. Năm là bà Nguyễn Thị Thảo ạ. Tôi giới thiệu 5 người đấy ạ. Thế ạ. Nhất trí. Tôi giới thiệu ông Đỗ Văn Quý. Xin kính thưa quý vị ạ, chúng ta vừa biểu quyết số lượng là 5 người. Thế do vậy, chúng ta hiện nay là giới thiệu là 6 người. Thì xin kính thưa quý vị, thứ nhất là ông Cộng, ai đồng ý ông Cộng ạ? Vâng, xin cảm ơn ạ. Ai đồng ý ông Cộng ạ? Không có, như vậy 100% cử tri giới thiệu ông Cộng. Hai là ông Thi ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Ai đồng ý ông Thi ạ? Và như vậy cử tri chúng ta đã nhất trí là ông Thi làm cho ban tổ phiếu. Ba bà Trương Lan Dung ạ. Ai đồng ý bà Trương Lan Dung và tổ phiếu ạ? Xin cảm ơn ạ. Ai không đồng ý ạ? Không có. Như vậy là bà Trương Lan Dung. Chúng tôi xin nói như thế này, chúng ta chỉ được giơ tay 5 lần bởi vì chúng ta đã thống nhất số lượng là 5 người rồi, cho nên chúng ta không thể giơ tay được 6 lần. Tôi sẽ nói kiến như thế. Thứ tư là bà Điệp. Ai đồng ý bà Điệp trong tổ phiếu ạ? Vâng, xin cảm ơn ạ. Ai không đồng ý ạ? Một người không đồng ý. Ba người không đồng ý. Thế đi. Chúng ta là vẫn đặt vào bảng. Có 3 người trên 63 người không đồng ý. Thế còn đến thần bà Thảo ạ. Ai đồng ý bà Thảo? Xin cảm ơn ạ. Ai không đồng ý bà Thảo ạ? Như vậy chúng tôi phải nói luôn là thế này ạ. Như vậy đến thời điểm này chúng ta đã đủ 5 người. Vẫn thiếu. Thế xin lỗi ông quý, không cảm cho bởi vì đến thời điểm này Thank you.
tám đưa vào phòng chín trăm năm mươi tám thì mình các đồng chí ra kiểm danh lại qua cái con số hiện tại có số lượng cử tri hiện nay đang ngồi trong nhà họp là bao nhiêu người, còn báo cáo cho tôi. Một người khoa học trẻ
14. Tôi xin về ứng cử về biểu quyết về Bùi Thanh Tuấn là 68/68 người nhất trí giới thiệu anh Bùi Thanh Tuấn ứng cử vào Hội đồng Nhân dân phường Mỹ Đô nhiệm kỳ 2016-2021. Và không có ai. Và anh Nguyễn Đình Nam là 67/68 nhất trí với anh Nguyễn Đình Nam ứng cử vào Quốc hội khóa 14. Có một ý kiến không nhất trí. Xin hết ý kiến. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội nghị, sau 1:30, hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra với tinh thần dân chủ, khách quan, đúng pháp luật. Cử tri hết sức trách nhiệm, chân thành phát biểu bày tỏ sự tín nhiệm của mình với ông Nguyễn Đình Nam, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, và ông Bùi Thanh Tuấn, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân phường Nghĩa Đô nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt cho Ủy ban Quận phường, Ban Thường trực Quận phường, cảm ơn các quý vị đại biểu đã góp chút thời gian đến dự hội nghị. Cảm ơn các ủy chi bộ, tổ dân phố, ban công tác mặt trận đã phối hợp tổ chức thành công hội nghị. Cảm ơn các vụ công và cử tri đã phối hợp đã đến dự và với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy quyền làm chủ của cử tri, tham gia trực tiếp vào quá trình việc thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp. Cuối cùng, xin kính chúc các vị đại biểu khỏe. Hội nghị xin kết thúc tại đây ạ. Chúc mừng cháu. Vâng, rồi, ok.